Chào thầy và các bạn, hôm nay nhóm 1 xin trình bày dự án cuối kỳ. Dự án mà nhóm chúng mình lựa chọn đó là phát hiện buồng ngủ khi lái xe. Nhóm mình gồm có các thành viên như là anh Nguyễn Đăng Quảng, Nguyễn Thanh Thùy Dương, Đặng Phạm Huy Hoàng, Vũ Việt Hòa và Nguyễn Quốc Mạnh. Nhóm chúng mình sẽ nói về 4 nội dung bao gồm tình trạng hiện nay, phương pháp phổ biến, tổng quan hệ thống và chi tiết dự án. Đầu tiên thì chúng mình sẽ đến với tình trạng giao thông hiện nay. Theo thống kê của Ủy ban Toàn giao thông quốc gia thì mỗi năm có hơn 6.000 người chết từ những vụ tai nạn giao thông liên quan tới tài xế lĩnh vực. Nguyên nhân là do thiếu ngủ chiếm tới 30% trên tổng các vụ giao thông trong một năm. Theo bảng thống kê bên dưới thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn có tới 100.000 người xảy ra va chạm giao thông trong tình trạng lĩnh vực. Có gần 75.000 người bị thương tích và 6.000 người tử vong. Trên thực tế, nghiên cứu chuyên sâu từ Hiệp hội An toàn giao thông quốc gia của Hoa Kỳ cho rằng việc lái xe khi ít ngủ hơn 5 tiếng một ngày cũng nguy hiểm không khác gì uống rượu bia khi lái xe. Nghiên cứu cũng cho rằng khá là khó khăn trong việc phát hiện buồng ngủ khi lái xe, khiến đây trở thành một vấn đề an toàn giao thông rất cấp bách hiện nay. Rõ ràng chúng ta thấy rằng phần lớn tai nạn giao thông xảy ra là do tài xế ngủ gật. Vì vậy, để ngăn chặn những tai nạn này, hệ thống phát hiện trình điều khiển buồng ngủ ra đời. Với việc sử dụng Python, OpenCV và Keras để cảnh báo người lái xe khi họ cảm thấy buồn ngủ. Mình sẽ tiếp tục phần của bạn Việt Hoàng để giới thiệu thuật toán Hall-Caskade. Hall-Caskade là một thuật toán được tạo ra dựa trên những tính năng đó để phát hiện đối tượng, có thể là khuôn mặt, mắt, tay, đồ vật, vân vân. Nó được đề xuất vào năm 2001 bởi Paul Viola và Michael Chance trong bài báo của họ với khẳng định phát hiện đối tượng một cách nhanh chóng bằng cách sử dụng từ Cascade, tăng cường các tính năng đơn giản. Để triển khai ban đầu được sử dụng để phát hiện khuôn mặt chính và các đặc điểm như mắt, mũi và miệng. Tuy nhiên, có nhiều đặc điểm Cascade được đào tạo trước đó trong GitHub của họ, trong các đối tượng khác cũng như cho toàn bộ cơ thể như thân trên, thân dưới, nụ cười và nhiều đồ vật khác. Có một cách dễ hiểu hơn, Hall-Caskade là gì? Hall-Caskade là một lớp model có thể giúp chúng ta nhận diện khuôn mặt. Hall-Caskade sử dụng các tầng Hall và sau đó sử dụng thật nhiều thực chân đó qua nhiều lượt Caskade và tạo thành một cỗ máy nhận diện khuôn mặt hoàn chỉnh. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến phần tổng quan hệ thống. Ở phần tổng quan hệ thống, chúng ta sẽ tập trung vào ba thư viện chính, đó là Keras, Pygame và OpenCV. Đầu tiên, nói đến Keras. Keras là một mã nguồn mở dành cho Neural Network, được viết bởi ngôn ngữ Python giúp chạy được trên cả CPU và GPU, đồng thời hỗ trợ xây dựng các mô hình CNN, RNN hoặc xây dựng cùng lúc cả hai mô hình. Và trong dự án lần này thì thư viện Keras dùng để xây dựng một cái mạng lưới CNN giúp nhận diện các khuôn mặt các tài xế lái xe khi buồn ngủ một cách dễ dàng hơn. Và Pygame là một module Python đa nền tảng được thiết kế để viết trò chơi điện tử, nó bao gồm các đồ họa máy tính và thư viện âm thanh phục vụ cho từng nhu cầu sử dụng. Và ở đây, dự án lần này sử dụng Pygame với module là Mixer để phát ra những âm thanh cảnh báo giúp tài xế biết được khi nào mình sẽ buồn ngủ. Và cuối cùng là thư viện OpenCV là một thư viện mã nguồn mở hàng đầu cho thị giác máy tính, hay còn được gọi là Computer Vision, nhằm xử lý ảnh trong hộp máy, bên cạnh đó hỗ trợ các tính năng tăng tốc GPU trong hoạt động thời gian thực. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến chi tiết vận hành. Thì đầu vào chúng ta có thể thấy là hình ảnh từ thế giới thực có nhiều màu sắc nhưng cho định dạng BGR, BGR hay còn là định dạng viết tắt của blue, green và red, hay là xanh lục, xanh lam và đỏ. Điều này sẽ khiến các ứng dụng thị giác phải sử dụng rất nhiều thứ. Do vậy, để giảm bớt khối lượng quy trình, chúng ta sẽ sử dụng định dạng màu xám hay còn gọi là grayscale converting. Tiếp theo đến Hall-Caskade. Đây chính là thuật toán chính để phát hiện đối tượng nhằm phát hiện khuôn mặt trong ảnh hoặc video. Một chức năng phân tầng được đào tạo bằng cách sử dụng nhiều bức ảnh âm và dương, sau này có thể được sử dụng để xác định bất kỳ đối tượng hoặc khuôn mặt nào. Tiếp theo đó thì sử dụng phương pháp tiếp cận cửa sổ trượt với một cửa sổ có kích thước cố định sẽ lặp lại từ hình ảnh từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, và ở mỗi giai đoạn thì cửa sổ dừng lại và phân loại xem là khu vực có chứa khuôn mặt hay không. Và lúc này thì OpenCV hoạt động với mô hình Hall-Caskade được huấn luyện trước để phân loại các đối tượng, và mỗi giai đoạn kiểm tra 5 đối tượng
hai đối tượng cạnh, hai đối tượng đường thẳng và một đối tượng bốn ngôi đan xen lẫn nhau. Và về cuối cùng, chúng ta sẽ sử dụng Detect Multiscale để phát hiện ra khuôn mặt. Với phương thức này, sử dụng 3 tham số đầu vào, với đầu tiên sẽ là nguồn ảnh. Thì nguồn ảnh ở đây thường sẽ là nguồn ảnh xám, hay gọi là gray image. Tham số thứ hai sẽ là scale factor. Tham số này chỉ định mức độ bạn phải giảm kích thước ảnh ở mỗi tỷ lệ ảnh. Chẳng hạn như sử dụng giá trị mặc định là 1.3 làm hệ số tỷ lệ, thì hệ số tỷ lệ này càng cao thì tốc độ thực hiện càng nhanh do càng ít bước cần thực hiện. Tuy nhiên, khả năng thiếu khuôn mặt cũng sẽ cao hơn. Tiếp đến, tham số thứ ba sẽ là mean neighbors. Tham số này sẽ chỉ định số lượng hàng xóm mà mỗi hình chữ nhật phải có để giữ lại nó. Với giá trị càng cao thì khả năng phát hiện sai khuôn mặt càng thấp, nhưng cũng có tỷ lệ bỏ lỡ các khuôn mặt không rõ ràng cao hơn. Tiếp theo đó là những phương pháp phổ biến trong việc phát hiện khuôn mặt là một trong những bước quan trọng của dự án lần này. Thì trong OpenCV chứa hai bộ phân lớp dùng cho việc phát hiện khuôn mặt khá là phổ biến, chính là H-Cascade Classify và LPP Cascade Classify. Thì để có thể lựa chọn mô hình nào là phù hợp với dự án thì chúng ta cần cân nhắc về ưu và nhược điểm của từng bộ. Thì ở H-Cascade Classify, với ưu điểm chính là độ chính xác phát hiện cao, tỷ lệ false positive thấp, nhưng nó lại có nhược điểm là tính toán phức tạp và chậm, thời gian training dài hơn và có hạn chế trong điều kiện thiếu sáng. Còn về LPP Cascade Classify, với ưu điểm của nó chính là tính toán đơn giản và nhanh chóng, thời gian training ngắn hơn, và nhược điểm của nó chính là kém chính xác hơn và có tỷ lệ false positive cao. Thì mỗi bộ phân lớp trong phát hiện gương mặt của OpenCV đều có các ưu và nhược điểm riêng, nhưng cái sự khác biệt chính giữa hai mô hình này chính là ở độ chính xác và tốc độ. Vì vậy, trong trường hợp cần ưu tiên về độ chính xác cao như mô hình thì H-Cascade nó sẽ phù hợp hơn. Còn trong khi LPP lại có tốc độ training nhanh nên nó thích hợp cho các dự án cần tốc độ, như là trong dự án di động, trong ứng dụng di động hoặc là các hệ thống nhúng. Còn ở cái dự án lần này thì chúng ta sẽ sử dụng H-Cascade để phát hiện khuôn mặt. Còn về tiến trình mô hình hoạt động thì gồm có 5 bước. Ở bước 1 chính là sử dụng hình ảnh từ camera làm dữ liệu đầu vào. Thì việc sử dụng camera, hệ thống sẽ lấy hình ảnh làm đầu vào. Vì vậy, để truy cập vào camera, hệ thống sẽ tạo ra một vòng lặp vô hạn để chụp từng khung hình, và hình ảnh được đưa vào sẽ là hình ảnh màu, hình ảnh đen trắng và có độ phân giải khác nhau. Ở bước thứ hai chính là phát hiện khuôn mặt, in hình ảnh và tạo ra một vùng trung tâm ROI, hay còn được biết đến là Region of Interest. Thì để phát hiện khuôn mặt trong hình ảnh, trước tiên ta cần chuyển đổi hình ảnh thành dạng grayscale. Vì thuật toán OpenCV phát hiện đối tượng bằng cách xử lý hình ảnh có màu xám trong dữ liệu đầu vào và không cần các thông tin màu sắc khác. Hệ thống sẽ sử dụng H-Cascade Classify để phát hiện khuôn mặt. Và nó sẽ trả về bộ các giá trị bao gồm tọa độ góc của khung hình chứa khuôn mặt, XY, chiều dài, chiều rộng của khung. Và sau đó sẽ sử dụng cấu trúc lập để diệt qua toàn bộ các bộ giá trị này và vẽ một hình chữ nhật bao quanh đối tượng lên ảnh ban đầu cho mỗi khuôn mặt. Ở bước thứ ba sẽ bắt đầu là phát hiện trạng thái của mắt từ vùng trung tâm. Thì tương tự như là bước trên quá trình phát hiện khuôn mặt thì sẽ sử dụng thì sẽ phát hiện xem trạng thái của mắt đang nhắm hay là đang được mở. Đầu tiên thì sẽ đặt Cascade Classify cho mắt lần lượt là left eye và right eye, sau đó sẽ phát hiện mắt bằng cách sử dụng hàm Detect Multiscale. Tiếp theo thì sẽ trích xuất dữ liệu mắt từ toàn bộ bức ảnh. Điều này có thể đạt được bằng cách trích xuất hộp hình chữ nhật bao quanh vùng mắt, và sau đó chúng ta sẽ kéo hình ảnh mắt ra khỏi khung hình và chỉ chứa dữ liệu hình ảnh dữ liệu của mắt. Ở bước 4 thì chính là phân lớp xem trạng thái của mắt đang nhắm hay đang mở. Thì sử dụng trình phân lớp CNN để dự đoán tình trạng mắt và để đưa hình ảnh vào mô hình thì cần thực hiện một số các thao tác nhất định, vì mô hình cần có các dimension chính xác. Để bắt đầu thì đầu tiên sẽ chuyển đổi hình ảnh màu thành scale grayscale,
Sau đó sẽ thay đổi kích thước hình ảnh thành 24x24 pixel, tại vì là mô hình đã được training trên hình ảnh 24x24 pixel. Sau đó sẽ chuyển hóa dữ liệu để hội tụ tốt hơn. Tiếp theo là sẽ dự đoán từng mắt, nếu mà giá trị dự đoán bằng 1 nghĩa là mắt đang mở, còn nếu như giá trị dự đoán bằng 0 thì nghĩa là mắt đang nhắm. Và bước cuối cùng chính là tính điểm để kiểm tra người lái có buồn ngủ hay không. Thì về cơ bản, điểm số là một giá trị để sử dụng để xác định thời gian một người nhắm mắt. Vì vậy, nếu mà nhắm cả hai mắt, hệ thống sẽ tiếp tục tăng điểm, và khi người lái mở mắt thì hệ thống sẽ giảm điểm. Và nếu điểm vượt qua mức cho phép thì hệ thống sẽ bắt đầu báo động. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần xây dựng mô hình với thuật toán CNN. Đầu tiên mình sẽ import một số thư viện cần thiết, bao gồm thư viện Keras. Ở thư viện Keras, mình sẽ import các mô đun về xây dựng mô hình, các lớp trong mô hình cùng với mô đun về xử lý ngành là image. Tiếp đó mình sẽ xây dựng hàm có tên là generator, hàm này dùng để xử lý hình ảnh về đúng định dạng input của mô hình. Hàm generator được kế thừa từ hàm image data generator của module image, và mình chỉ cấu hình lại một số tham số như là kích thước ảnh ở trong này. Tiếp theo là bậc loạt ảnh. Thì mình sẽ tạo ra hai biến là backsize, BS hay còn gọi là gói dữ liệu, thì mỗi gói sẽ chứa 32 ảnh. Biến TS là target size, là kích thước của ảnh. Ở đây mình lựa chọn kích thước là 24x24. Tiếp theo mình sẽ sử dụng hàm generator đã xây dựng trước đó để xử lý hai tập hình ảnh trên và test về đúng định dạng input. Sau đó mình sẽ chia từng tập này thành các batch. Cụ thể ở đây thì 2467 ảnh train thuộc 4 class sẽ được chia thành 77 batch, và 433 ảnh test thuộc 4 class sẽ được chia thành 13 batch. Dưới đây là kích thước của mỗi bát, thì bao gồm 32 ảnh có kích thước 24x24 1. Thì trong tập dữ liệu được sử dụng có gồm 4 class như sau: Close, Open, Join và No Join. Tiếp theo là các bước xây dựng mô hình. Đầu tiên mình sẽ khởi tạo model với hàm Sequential. Hàm này giúp cho chúng ta có thể xây dựng model một cách tuần tự, nghĩa là các layer trong model được xếp chồng lên nhau và dữ liệu sẽ đi qua các layer theo trình tự mà ta được sắp xếp lúc khởi tạo. Ở trong model sequence sẽ bao gồm 3 lớp tích chất, một lớp flatten và hai lớp full collected. Ngoài ra còn có thêm hai lớp drop out. Lớp tích chất đầu tiên gồm 32 kernel, mỗi kernel có kích thước là 3x3 và hàm kích hoạt được sử dụng là ReLU với input là có kích thước 24x24x1. Lớp tích chất thứ hai giống như lớp tích chất thứ nhất, gồm 32 kernel có kích thước 3x3 và hàm kích hoạt là ReLU. Lớp tích chất thứ ba gồm 64 kernel có kích thước 3x3, hàm kích hoạt ReLU. Sau lớp này mình sẽ sử dụng kỹ thuật drop out 0.25, nghĩa là vô hiệu 25% số node ngẫu nhiên ở lớp trước trước khi được kết nối với lớp flatten. Mục đích của kỹ thuật drop out này là nhằm gia tăng tốc độ tính toán do số lượng node giảm, dần tới là việc giảm đi một số các trong số đi kèm với các node đó. Ngoài ra, kỹ thuật này sẽ giúp cho mô hình tránh được overfitting trong quá trình huấn luyện. Sau khi trải phẳng ở lớp flatten thành dạng một chiều, thì mình sẽ kết nối với lớp full connected gồm 128 node và hàm kích hoạt được sử dụng là ReLU. Sau đó mình tiếp tục sử dụng kỹ thuật drop out 0.5, nghĩa là loại bỏ đi năm vô hiệu hóa đi 50% số node ở lớp lớp này. Và tiếp theo là kết nối tới lớp full connected gồm 4 node tương ứng với 4 nhãn đầu ra, và dùng hàm kích hoạt softmax để tính xác suất mà ảnh input rơi vào 4 lớp đó. Đây là hình ảnh tóm tắt về mô hình.
Tiếp theo mình sẽ tới bước tối ưu model. Thì mình sẽ tối ưu model với hàm compile. Thì trong hàm compile này bao gồm các tham số như là optimize, loss, metric. Ở optimizer thì mình sẽ sử dụng thuật toán Adam gồm có các tham số như bên dưới. Và hàm lỗi ở đây được sử dụng sẽ là categorical cross entropy, đây là công thức của hàm lỗi. Và metric được sử dụng là accuracy, độ chính xác. Tiếp theo mình sẽ huấn luyện cho mô hình bằng 15 epoch. Epoch ở đây được hiểu nôm na là đem hết ảnh vào huấn luyện một lần. Ở mỗi epoch sẽ bao gồm 77 bát train và 13 bát test. Và bát train sẽ chạy từ 1 đến 77. Và cuối cùng là mình sẽ xếp cái model này để xây dựng ứng dụng phát hiện mất ngủ ở phía sau. Sau khi xây dựng thuật toán đào tạo mô hình với CNN thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến một cái model để phát hiện mất ngủ. Đầu tiên chúng ta cùng import các cái thư viện cần thiết vào. Ở đây chúng ta có các thư viện như CV2 là để làm việc với hình ảnh, OS là để làm việc với các tập tin thư mục, hay là mixer là để import các cái âm thanh vào để mà báo thức người ta sẽ khi người đó ngủ. Import các âm thanh vào. Và chúng ta cùng import các cái file XML vào. File XML này là được xây dựng dựa trên thuật toán Haskell để phát hiện các bộ phận trong cơ thể người. Ở đây chúng ta sẽ import 3 file để phát hiện khuôn mặt và mặt trái mặt phải của cơ thể người. Vì ở trên đào tạo mô hình thì chúng ta có 4 label, nên ở đây chúng ta sẽ sử dụng 2 label nhắm mắt và mở mắt để cho dự đoán cái phát hiện buồn ngủ. Và chúng ta cùng import cái model mà đã đào tạo ở trên với CNN. Đi vào phần model thì chúng ta xây dựng một cái model chuyển cái màu low vào sang màu gray và lấy ba cái face left eye right eye là từ cái file XML ở trên. Và chúng ta sẽ tạo ra một cái khung. Cái khung này là để tính điểm. Cái 0,0,0 này sẽ là cái đại diện cho ba màu blue, green và red. Cặp tọa độ này sẽ là cặp tọa độ góc ở trên bên trái và đây là cặp tọa độ góc ở dưới bên phải. Nó sẽ tạo ra một đường chéo và sẽ xây dựng nên một cái frame hình chữ nhật. Và chúng ta sẽ tạo ra một cái khung ở nơi mặt người. Đồng thời ở mắt phải và mắt trái, chúng ta sẽ chuyển cái màu sang màu gray và resize nó lại thành size 24:24. Vì cái lúc train model ở trên thì chúng ta đã sử dụng size 24:24 là đầu vào. Và chúng ta chuẩn hóa cái mắt lại về con từ 0 đến 1 để mà nó có thể hồi tụ tốt hơn. Đồng thời reshape nó lại có thêm một cái chiều sâu ở dưới để khi làm model thì nó sẽ rõ nét hơn. Và khi mà mắt của chúng ta nó bằng 1 thì chúng ta sẽ cho nó label là open, và khi mắt nó bằng 0 thì chúng ta sẽ cho nó label là close. Đi đến phần tính điểm thì chúng ta sẽ xây dựng một cái model dựa trên tính điểm. Khi mà cả hai mắt đều nhắm mắt thì chúng ta sẽ cho điểm cùng một điểm, và khi mà mắt nó mở mắt thì sẽ trừ 10. Và khi chúng ta mở mắt trừ 10 thì nó sẽ trừ 10 điểm. Thì chúng ta cần phải có một điểm dừng. Chúng ta sẽ set một điểm dừng là bằng 0 để mà khi người đó nhắm mắt thì nó sẽ chạy từ 0 trở lên phía trước. Nó sẽ chạy cho đến khi một lúc điểm của nó lớn hơn 15 thì nó sẽ phát ra cái âm thanh báo thức. Và chúng ta sẽ cho nó một cái khung.
Nhưng mà khi cái người đó họ ngủ quá lâu thì chúng ta phải cần một cái điểm dừng, nó sẽ bằng 50, để mà khi người đó ngủ quá lâu thì dừng lại 50, và sau đó người đó nhắm mắt mở mắt ra thì cái điểm nó sẽ trừ nhanh, và cái trừ nhanh là trừ 10 ở đây, đó là lý do chúng ta trừ 10, và cái âm thanh báo thức nó sẽ tắt nhanh và chúng ta đi vào module. Sau khi chạy cái module này thì sẽ hiện ra một cái frame như thế này, thì ở đây là cái điểm và nhắm mắt mở mắt. Khi nhắm một mắt thì điểm nó sẽ không tăng. Và khi bây giờ em sẽ nhắm hai mắt. Làm điểm thì cái nhạc chuông nó sẽ báo thức để đánh thức người dậy, và khi họ mở mắt thì điểm nó sẽ trừ nhanh. Modo phát hiện mơ ngủ của em đến đây là kết thúc ạ.